Thưa quý vị, buổi meeting hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 năm 2023 với chủ đề Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị vừa được Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Bà Rịa tổ chức. Buổi lễ thu hút đông đảo cán bộ công chức viên chức, tổ công nghệ số cộng đồng, tiểu thương, người dân trên địa bàn tham gia. Tích cực triển khai nhiều giải pháp nên việc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bà Rịa đạt nhiều kết quả tích cực. 9 tháng năm 2023, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến cấp thành phố đạt 99,76%, cấp xã phường đạt tỷ lệ 98,77%, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử đạt 75%. Đáng ghi nhận hơn cả là 2 năm liên tiếp 2021 và 2022, thành phố Bà Rịa đứng hạng nhất về xếp hạng chỉ số chuyển đổi số trong khối các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Năm 2023, xã Hòa Long được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa chọn làm điểm chuyển đổi số toàn diện. Vì vậy, các hoạt động chuyển đổi số đang được đẩy mạnh triển khai thực hiện tại địa phương. Hòa Long cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, nhà mạng, đặc biệt là VNPT trong cái việc thực hiện đảm bảo cái công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã Hòa Long về tất cả mọi mặt, về kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó thì cũng tiến hành thực hiện cái chợ 4.0 trên địa bàn xã Hòa Long, cũng như là cái việc mà thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã Hòa Long, làm sao đảm bảo thực hiện các cái chỉ tiêu mà đặc biệt là người dân phải nắm được, hiểu được và biết cách sử dụng cái công tác chuyển đổi số đối với bản thân, gia đình của mình. Tổ thì coi như là vận động nhân dân cùng tham gia, ví dụ để đi chợ là không dùng tiền mặt, rồi tiền nước, tiền điện là không dùng tiền mặt. Nhân dân thì coi như là cũng ủng hộ cái này. Tuy nhiên có những số người già chúng ta cũng chưa thông được cái này, ta chưa có sử dụng được, thì là coi như là tổ cũng vận động con cháu nên sử dụng cái này. Tại buổi lễ meeting hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng và các cơ quan, đơn vị tổ chức gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu về các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ số. Sau lễ meeting, tiểu thương, hộ kinh doanh và người dân xã Hòa Long được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt mã QR thanh toán không dùng tiền mặt, áp phí thanh toán online, cài đặt chữ ký số cá nhân, mã định danh điện tử VNeID. Các xã phường cũng đồng loạt tổ chức truyền thông, tuyên truyền lưu động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.